Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Tài Tám Tếu. Và chủ đề ngày hôm nay đó là cái nết với cái đẹp, cái nào quan trọng hơn? Ba anh em tôi đại diện cho cái nết. Đúng rồi, là đúng cái rồi. Nết. Tại vì những cuộc thi hoa hậu, những cuộc thi người mẫu này nọ, ai cũng đẹp, nhưng những cái câu mà cuối cùng nhất nhì ba là chọn ứng xử. Đẹp là ai cũng đẹp, nhưng mà phải có trí tuệ, phải có gọi là cái nết bên trong mới trả lời được. Cho nên là cái nết quan trọng hơn. Đúng rồi. Đúng. Thế vậy anh cho anh hỏi em, tại sao không thi ứng xử luôn từ đầu? Xong rồi đến top 5 mới bắt đầu thi nhan sắc đi. Ứng xử hả? Tại vì đông quá, tại vì chương trình không có thời gian. Mà chương trình thực tế làm sao khai thác đủ được cái tính cách của các hoa hậu trên toàn thế giới. Em nghĩ là như thế này. Một cuộc thi về nhan sắc, tại sao mà chọn nết sau cùng, là bởi vì cái nết phải thời gian và trường hợp cũng như là điều kiện mới chứng minh ra được. Trời. Còn cái đẹp là nó xô ra. Đúng rồi. Hay quá. Đúng là mấy bà chị lớn tuổi kinh nghiệm có khác. Đúng rồi. Quá tuyệt vời luôn. Không em nói là, được em đó. Là không có cái nết đó. Ủa sao vậy cưng, chị? Cưng ơi, cưng không có cái nết. Trời ơi, em kính lạ lắc thọ mà chị nói gì vậy? Trời ơi, bé ơi, chết chị rồi. Lâm nói đi chị, không có gì. Mà bây giờ làm bất cứ cái gì cũng phải có cái nết hết trơn trời. Ví dụ em đi làm đâu có ai nói em đẹp đâu. Thằng Lâm nó dễ thương quá. Ví dụ nhiều khi mà hậu rồi đài lụm đồ lụm rác rồi nọ, em cũng lụm luôn. Mình quét đồ này nọ để người ta thấy được cái nết của mình, ta cho mình làm. Cái nết đó là quan trọng, còn đẹp thôi. Trời. Đối với em thì làm nghệ sĩ nói chung nha, thì Will thấy là không phải cái hào quang nó cũng sẽ giữ hoài như thời trẻ, và tới một lúc nào đó nó cũng sẽ nguội đi bớt. Trời, nói gì nghe buồn quá vậy. Không, cái này sự thật, cái này sự thật. Rồi, không, rồi, không, nói tiếp đi, nói tiếp. Nhưng mà những cái người khán giả của mình vẫn yêu thương mình cho tới lúc mình không còn ánh hào quang như hồi trẻ nữa, hoặc là mình lớn tuổi rồi họ vẫn ở lại với mình, thì cái đó do cái tính cách, do cái cách mình đối xử với khán giả, nó sẽ giữ khán giả lại với mình nhiều hơn. Tính ở con đường dài á, bấu giữ cái nết. Anh đồng ý với cái quan điểm này của Will, tại vì mỗi một lần á, khi mà ai cứ nói với anh là nết với đẹp á, cái nào quan trọng hơn, thì ngay như khi mà đặt cái câu hỏi đó là đã không biết thế nào là đẹp và thế nào là nết rồi. Ở trong mỗi một trường hợp thì mình sẽ phải có những cái khác nhau. Còn cái nhan sắc, rõ ràng ở trong thời buổi 4.0 thì anh thấy nó là một cái tài năng. Dạ. Bởi vì nó sẽ kết nối mọi người với nhau gần hơn, bởi vì toàn nhìn qua hình thôi. Thế cho nên là phải có cuộc thi nhan sắc, bởi vì giống như hoa, tại sao hoa phải trưng? Vì nó sẽ tàn. Wow. Anh thì anh nghĩ như vậy. Nhưng em lại có một cái thắc mắc nữa. Bây giờ mình sẽ nói về 10 cô gái đẹp. Thì bắt đầu người ta sẽ nói về nết. Trong cái trường hợp đó người ta lại nói là cái nết quan trọng hơn trong những cái cô này. Người ta thích đề cao quan điểm lên là như vậy. Nhưng thật sự ra khi mà đứng xong rồi nói xong rồi trả lời như vậy, liệu những cái câu trả lời đó có phải là sự thật không? Có phải là cái nết thật không? Đúng không? Bây giờ ví dụ như là hỏi Lâm đi. Vâng, lời nói đầu tiên xin cho em gửi đến tất cả ban giám khảo. Thật quá ha, thật chân luôn. Bây giờ em bóc câu hỏi đi. Cầm micro giùm em. Đọc to và rõ lên. Em luôn. Dạ, cái này chữ nhòe rồi, em đổi câu hỏi khác. Alo, alo. Mình để vậy là không có nết đâu. Như vậy là mọi người nghĩ là có nết, còn anh thấy là một nét nết giả chân. Dạ, mày cắm cái micro vô phòng em luôn đi. Đó, vậy là mới là cái nết của Lê Dương Bảo Lâm đó. Tự cầm luôn, tự cầm giấy, tự cầm micro luôn. Đây, chị đọc câu hỏi. Chị đọc câu hỏi giùm cho em đi. Nếu như trong một bàn ăn có bà ngoại, bà nội và mẹ của mình mà chỉ có một cái đùi gà, em sẽ trao cho ai? Vâng, một câu hỏi khá hay. Nếu như một bàn ăn có em, bà nội, bà ngoại và mẹ em, thì cục thịt gà đó em nghĩ là em sẽ dành cho bản thân em. Sao vậy? Tại vì bà ngoại em và bà nội em đều không còn răng nữa. Mẹ em thì đang niềng răng, chính vậy không ăn được thịt. Và em sẽ giành lấy cái cục đùi gà đó, và em sẽ kêu ba chén súp cua riêng cho nội, ngoại và mẹ em. Em xin hết à? Lắm. Cái đó là sai rồi. Phải trả lời như vậy nè. Dạ thưa ban giám khảo cùng toàn bộ quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào trân trọng nhất. Trong trường hợp nếu như ở nhà có cả bà nội, bà ngoại, bà cố, bà tổ, cả dòng họ nhà em ở đó, nhưng chỉ có một chiếc đùi gà, em thiết nghĩ mình đang mang trên đầu chiếc vương miện. Chính vì như vậy ngoài kia còn nhiều người nghèo đói hơn. Và thôi, em xin dành phần hạnh phúc này cho những người còn đang mong chờ. Là cho nhiều người hơn hả? Cho nhiều người hơn. Và điều này em nghĩ rằng gia đình em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, bởi vì miếng ăn không còn là miếng ăn đích thực, mà nó sẽ thành một miếng ăn tâm hồn. Em xin hết ạ. Đó. Hay đó là cái nét kìa. Đúng
rồi. Nhưng mà theo em thì nó có thật quá không? Vậy thì nói như vậy là có nghĩa là mình sẽ không đánh giá được cái nết của người ta qua chỉ một vài câu nói. Nhưng mình có thể đánh giá một cách rất rõ ràng về cái chuyện cái đẹp của nhan sắc của người ta. Đó chính là lý do tại sao khi mà ngồi nói chuyện đến cái câu chuyện mà nết hay đẹp á, anh trở nên rất là cứng. Bởi vì anh rất là sợ người ta đánh giá ai qua một vài câu nói và đánh giá nhỏ này tới nọ, nhỏ này tới kia. Bởi vì làm sao mà em biết được người ta là như thế nào, cái tính cách của người ta như thế nào khi mà em chưa gặp cái trường hợp thực tế. Ai đánh giá thì mình phải xem cái người đánh giá nó có nết hay không, hoặc nó có đẹp hay không. Bởi vì khi mà đánh giá cái người đó không có gì rồi thì là cũng mất hết rồi còn gì. Làm gì gợt? Đi ra phản biện với người ta mà làm gì hay gợt? Em đang lại đang mỏi gỗ. Mình phản biện mà sao hay bị quên á. Nghe tao nói quên gật đầu thôi luôn à. Thôi bây giờ về đi, bây giờ mình tóm lại vậy nè. Bên mình á là phe là cái nết quan trọng hơn. Thì Lâm bây giờ nãy giờ trong thời gian suy nghĩ khá là căng thẳng rồi. Bây giờ là mình giãn ra cho một cái đáp án coi nè, tại sao cái nết nè. Chờ thôi vậy nè, chị sẽ cho một câu hỏi để Lâm trả lời nó đi đúng vào trọng tâm luôn. Nếu như một ngày đẹp trời sáng thức dậy, ông trời ông nói là một là cái nết con dễ thương được dạng người yêu mến, cái thứ hai đó là con có một cái nhan sắc dạng người yêu mến, nhưng mà cái nết con vô duyên. Như vậy thì chắc chắn em sẽ chọn cái nết của mình. Dù xấu một xíu nó cũng không có chết được, nhưng mà nhiều khi mà mình vô duyên quá ta chửi là mình chết nha. Người ta không mời mình, người ta không mời mình nữa là mình chết đói nha. Cho nên em sẽ chọn cái nết. Ví dụ như em làm việc với anh Trung, anh Trung trong mắt em từ hồi đó giờ anh là một phù thủy. Anh không, cái này em phải nói thiệt, anh là một người chuyên nói thẳng nói thật, không phải ai cũng có khả năng chỉ vào một bộ đồ và nói em ơi em mặc như vậy không đẹp, dám không? Cái đó là anh sẽ bị gọi là mất nết. Anh sẽ được gọi là mất nết. Nhưng anh có cái quyền đó bởi vì anh là nhà sáng tạo. Thì em rất là sợ, em biết là hôm nay có anh Trung, nhưng khi mà em gặp anh Trung em thấy hoàn toàn khác. Nhưng cái em quý anh ở đây đó là cái tính cách của anh. Anh rất là dễ thương, anh có năng lượng. Cái năng lượng ủa này là mình chương trình mình đối đầu nhau, nói hồi cái mình khen nhau luôn như là họp lớp vậy. Kết lại là có nghĩa là cái điều quan trọng vẫn là cái nết chứ. Đúng rồi. Đúng không? Bên đây dễ thương nên là cái nết khiến mình ủa là mình chết luôn rồi đó hả? Ví dụ như chị chơi với em, đâu phải nhan sắc em. Bởi vì em làm gì có. Em dễ thương. Em dễ thương. Em ngoan hiền. Không, em dễ thương thôi chứ em không ngoan. Nói với anh Trung dễ thương á thì Quy có một kỷ niệm với anh Trung cách đây chắc cũng khoảng 12-13 năm rồi. Trở về với ký ức ngày xanh nha mọi người. Là cái lần đầu tiên mà Quy gặp anh Trung á, nó kỳ cục lắm. Nó không phải là anh lên make up cho em mà chị Vân dắt qua gặp anh Trung, nó kêu ê Trung mày có thằng này sửa được không? Tức là cái thời xưa á, mình hẳn là mình rất là xấu xí mập mạp thời chưa được tút á. Mình bị mặc cảm mà, trời sắp đi làm ca sĩ mà mấy thành viên còn lại trong nhóm nào cũng đẹp trơn á, mình xấu xí quá. Vậy kìa, Will, đi đây chị, đi đâu chị? Đi sửa. Hỏi, vô sửa đâu? Mình nghĩ là vô gặp bác sĩ. Không, gặp này trước. Ông tư vấn. Tư vấn. Cái vô, ổng nói một cái điều mà mình cảm thấy mình tổn thương. Tổn thương là giờ này không có quay show luôn á. Thì an ủi. An ủi. Thì ổng kêu là, Trung, coi sửa được gì cho Quỷ không? Không, bây giờ nó làm mũi là con mắt nó sọc vô không có được. Cầm không bị căng da không có được rồi, làm như là làm gặp không không có gặp đu nguy hiểm lắm, làm mắt không mắt nó gì một mí lót được rồi. Xong cuối cùng anh mới nói là mặt nó hài hòa rồi, không có sao, giảm cân thôi. Xong rồi mình nghĩ lúc đó mình nghĩ là gì, tức là ổng cũng thấy được là mình cũng ok chứ không đến nỗi như bản thân mình nghĩ là mình thấy ghê quá. Thì lúc đó mình cũng có cái sự an ủi tự tin hơn. Thì cái đó là cái mà Will ấn tượng đầu tiên với anh Trung là cái nết. Cái nết anh Trung đúng không? Cái nết. Còn những khi mà xéo sắc xanh xin TV chỉ là cơm áo gạo tiền hay sao là cái nết thiệt quá. Cái TV chê mà ở ngoài không có đâu, ngoài dễ thương. Có nghĩa là đang dùng một câu chuyện vòng là để chốt lại vấn đề của mình đúng không? Đó là hứa đẹp, là hứa đẹp. Kêu của tụi em. Mà quan trọng là cái đó là mình sẽ trau dồi, mình tập luyện, mình trau dồi, mình rút đúc kinh nghiệm để cho người ta yêu thương mình, giữ người ta ở bên cạnh mình. Còn cái việc đẹp xấu thì đó, cái đó là do bố mẹ mình trao cho mình cái nhan sắc, là mình đâu có được quyền ý kiến được về nghĩ chuyện đó. Bé này mới đi qua hậu về hết cưng. Sao không, em thiệt mà, ba mẹ em sinh ra sao em thấy thỏa mãn về cái chuyện đó mà, em đâu có ý kiến đâu. Anh nghĩ là ở trong cái thời điểm mà mình đang nói chuyện là 4.0 này nè, nó bị vô tình là tất cả mọi người sống bị mạng xã hội á chi phối nhiều. Nó bị chi phối và nó tự nhiên nó chuẩn mực tất cả những cái gì mà mình hành động phải như vậy nó mới có nét. Mặt phải như vậy nó mới là đẹp. Thì vô tình là mình không còn là cái cá nhân của mình nữa. Tất cả những cái hành vi, hành động, suy nghĩ và tất cả mọi thứ của mình nó bị cái mạng xã hội nó định hướng hết. Khi mà ngồi nói chuyện với cả tụi em đi, là những cái người mà còn rất là trẻ nhưng làm nghề rất là lâu, thì em sẽ thấy là nghệ sĩ mới bây giờ không có màu.
đúng không? Nó giống nhau chứ nó sẽ không như tụi em là khác màu nhau. Ngày xưa có thể nhìn rất rõ màu của từng người, nhưng bây giờ nếu như mà cái lớp hài mới diễn nét y chang nhau à? Nó không có cái nét gì riêng, bởi vì vô tình anh đã thấy là nó bị định hướng bởi chính 4.0. Ê, chị cho đây là một lời khen dành cho mình đó, mình có màu riêng. Không, tụi em có màu riêng thật mà. Có. Có đúng không? Vậy giờ mình gật nha. Ok, hai. Ba. Ba. Em cảm ơn anh Trung vì hôm nay, tại vì anh làm cho em tin là cái đẹp đó, nó không phải là một cái chuẩn. Chính nó xác. Cũng không có cái chuẩn luôn. Nói rộng hơn xíu đi, bây giờ thế nào là chuẩn của đẹp? Nếu như mà em tính từ gọi là sau công nguyên đi về đến bây giờ, nó có bao nhiêu cái chuẩn của đẹp rồi? Rất là nhiều. Em mới coi hình Facebook, mới nhắc lại kỷ niệm là 5-6 năm về trước, và em make up rất trend. Em coi lại em xém xỉu, em xém quỵ luôn. Trời ơi, sao mà em có thể gắn lông mi dày cộm, mắt dẻ dài, và hả, mặt rất là dày và bới đầu thiệt là cao. Tại sao em có thể làm như vậy? Mặt đầm mà đeo nguyên cái nơ, cái mây dinh lịch chà bá lửa vậy nè. Lúc đó là nghĩ là rất là trend. Vậy thì đúng là cái câu nói của tất cả mọi người ở đây và cả anh Trung nữa, đó là mỗi người sẽ có một cái chuẩn, và mỗi thời gian nó sẽ có một cái chuẩn. Chỉ riêng một cái thứ có thể gọi là làm cho chúng ta sống tốt thoải mái hơn, đó là tư tưởng và cái nết của mình, đúng không ạ? Đặc biệt là trong thời đại 4.0 thì không nên bị tất cả những cái social, cái mạng xã hội á, nó định hướng cái hành vi, cái hành động, cái suy nghĩ của mình. Vô tình làm như vậy á, thì nó sẽ đánh đều màu. Và đặc biệt nếu đối với nghệ sĩ á, thì anh nghĩ là nếu bị đánh đều màu là bạc màu rồi, bay màu rồi. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh. Thế Will, em cảm thấy như thế nào về ngày hôm nay? Nói chung là ngày hôm nay thì đối với em thì hồi trước giờ nha, bản thân em á lúc nào cũng tự ti về cái ngoại hình của mình hết á. Đúng chị Như anh Trung nói á, cái cách nói chuyện, cách cá tính cũng như là cái sự chăm chút thay đổi của mình á, nó sẽ giúp cho mình tự tin hơn rất là nhiều. Thế nên là với em thì cái đẹp nó cũng khá là quan trọng, nhưng cái sự tự tin của mình á, nó sẽ giúp cho cái đẹp của mình nó lên một tầm cao mới hơn, thay vì mình cứ quanh quẩn chấp nhận là tôi đẹp như vậy là đủ. Yeah. Lâm, dạ. Em thấy như thế nào? Em thấy Dung Hòa phải hai cái để cho cuộc sống nó dễ chịu hơn, dễ dàng hơn. Dạ, còn anh Trung làm cho em nhớ đến một cái câu, đó là nếu như mà mình càng biết nhiều á thì mình lại càng sợ. Anh thì chả sợ gì cả. Anh biết nhiều á để làm gì? Để làm gì ạ? Để anh nhìn thấy ai không biết anh né. Trời ơi. Yeah. Đúng không? Chứ không em mất công, em nói cái câu đó của em ra nhưng người ta không hiểu, em đưa em cái lộn với người ta chi cho nó mệt, né đi chỗ khác là đỡ mệt. À đúng rồi, đỡ phải tranh luận đúng không? Đỡ phải tranh luận, bởi vì em có tranh luận người ta không hiểu thì em tranh luận cũng vậy à. Tự nhiên cái đẹp cũng không có mà nết cũng không còn, thì nói chuyện làm gì cho nó mệt. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn Will, cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm. Và Khánh Dương một lần nữa thay mặt chương trình cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi chương trình Tài Tám Tếu. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện. Chương trình được phát sóng vào khung giờ 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị có thể xem lại trên kênh YouTube của Madison Media Group nha. Còn bây giờ, tất cả chúng tôi, ekip chương trình xin gửi lời chúc sức khỏe và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Xem Tài Tám Tếu 19 giờ Chủ nhật trên HTV7, 19:30 Chủ nhật trên YouTube Madison Media Group.